Xin chào anh em. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em cây dao găm hai lưỡi long mạch có mã là ZG33C. Anh em có thể thấy rằng nó sẽ có một cái bao màu hộp màu đen ở đây. Đó. Được bọc rất là cẩn thận, tỉ mỉ. Đây. Cây hai lưỡi long mạch mã là ZG33C. Thì nếu mà anh em theo dõi shop mình lâu rồi thì anh em có thể biết rằng là cái mẫu này rất là giống với cái mẫu ZG33 trước đó. Thì mẫu này mã là ZG33C là cái bản cao cấp hơn của cái mẫu ZG33. Đấy, cho nên nó tên là ZG33C anh em nhé. Đây. Thì nó cao cấp hơn chỗ nào? Thứ nhất là cái phần lưỡi của nó. Lưỡi thì cây này là được làm từ thép không gỉ 8 chrome 18 molybden vanadi. Nó là loại chất lượng hơn lưỡi thép 5 chrome 13 molybden vanadi. Đấy, đây cây hai lưỡi anh em nhé. Anh em có thể thấy này. Đấy, hai bên đều sắc bén, hai lưỡi. Ở giữa có cái rãnh phun lờ ở giữa. Đấy, và những cái hoa văn. Hai bên thì có những cái răng cưa như là mình rồng, và cán của nó thì đối với cây ZG33C này thì cán của nó là vật liệu composite G10. Đấy, anh em có thể thấy này, đây mình để gần cho anh em xem, và nó làm thiết kế hình lượn sóng, cầm cực kỳ là bám tay. Đấy, thiết kế lượn sóng như thế này. Đấy, đây G10 đây, anh em có thể thấy. Còn cây ZG33, cây cũ phiên bản thấp cấp hơn của cây này thì cán làm nhựa tổng hợp anh em nhé. Còn cây này thì cán của nó làm bằng composite G10. Đấy, anh em có thể thấy chất liệu của nó sẽ khác biệt. Còn về cấu trúc thì tương tự nhau. Tiếp đến là nó sẽ có một cái bao da ở dưới đây. Đây, bao da đây. Mình sẽ bỏ cái lớp xốp bảo vệ này ra. Đây anh em nhé, đây là bao da này đi kèm. Đó. Bao da đi kèm. Và anh em cho vào đây. Sau đó là đóng lại. Đó, rất là tuyệt vời. Đấy, thì hai mẫu ZG33 và ZG33C. Thì cây này mã ZG33C là phiên bản cao cấp hơn. Cây này dài khoảng 44 cm anh em nhé. Đây này. 44 cm, trong đó phần lưỡi dài khoảng 28 phân. Đấy, và cây này thì anh em thấy rằng rất là dày. Đấy, mình sẽ đo ở đây. Dày khoảng bao nhiêu ni đây? Dày hơn 6 ni anh em nhé. Dày khoảng 6 ni rưỡi anh em ạ. Đấy, anh em có thấy dày khoảng 6 ni rưỡi. Đấy, dày khoảng 6 ni rưỡi anh em ạ. Cực kỳ là dày luôn nhé. Mẫu này là một trong những cái mẫu mà dày dày nhất của bên mình, một trong những mẫu dày nhất. Đấy. Và đấy anh em thấy nó cực kỳ là dày này. Và chất liệu thì đều là chất liệu rất là cao cấp. Đấy, so với cái mẫu ZG33 thì mẫu ZG33C này là bản cao cấp.